Ok, hello anh em, tiếp tục đi đơn đó anh em ơi. DC70 này giao về Thanh Hóa nha. Máy cũng xin 3 đó nha anh em, bơm số động cơ gin. Động anh cũng vô trực tiếp xe máy luôn. Giờ mình lên xe tải ghép xe qua nha. Con này đời 2020-2021. Tiếp tục đi đơn về Thanh Hóa. Này dàn chân còn bán nha anh em. Lăn zin còn nguyên dãy luôn nè, nó chỉ đổi lăn đầu lên lăn lỗ thôi. Xích phên còn đẹp luôn ha, cốp phên rồi cũng còn ok hết. À, số chưa ra nha anh em. Nguyên zin. Này giao cho ông anh ở đất Thanh Hóa nha. Rồi thêm một cây máy gặt nữa sức bén. Anh em nào sắp vô mùa, chuẩn bị vô mùa kiếm máy gặt thì hú nha anh em ơi, còn hàng nha. DC70 vẫn còn đầy đủ ha. Con này số phên là nguyên zin chưa ga luôn nha, chân xích xi đồ khá đẹp, lăn zin nè. Con lăn đầu lên lăn lỗ anh em, xích phên tương đối ok nè, xích còn gai còn cao ha. Con này bảo dưỡng phan bọng thùng phên đầu lại. Anh em nào kiếm máy gặt thì alo em nha, máy gặt còn nhiều lắm. Chốt kèo cho ông anh ở Thọ Xuân hay gì á, Thọ Xuân Thanh Hóa. Trong này chuẩn bị mưa luôn anh em ơi, mỗi lần lên xe là muốn mưa, mỗi lần lên xe là muốn mưa à. Con này zin 3, số zin chưa ra, bánh tăng còn đẹp luôn nè, bánh tăng anh em thấy không, quá đẹp. Sexy đồ ok ha. Rồi anh em nào cần máy cài thì liên hệ, máy cài máy gặt vẫn còn đầy đủ nha. Giang Ma và Kuta đang có sẵn. Mấy con này con Giang Ma bản kỷ niệm nè. Con này Kuta đời cao 2 số xới nè. 5018 XB xe mới nè. 5018 Việt Nam xe mới nè. Này XB xe lướt nè. Đó, anh em nào cần 50 thì liên hệ nha. 5047 rồi em có đầy đủ hết. 47 nè anh em. 47 anh em thích màu này cũng được, hoặc là anh em thích màu cam cũng được. 47 còn 4 năm xe lận nha. Này 60 này đời 2022 nè. Rồi cảm ơn em nha, cảm ơn anh ở Thanh Hóa đã ủng hộ nha. Máy gặt còn nha anh em. Rồi anh em nào cần máy móc gì cứ alo em nha anh em ơi.